天生体贴近，深深爱那用运。假使心声听到，你会否舍弃告别，埋没我心深刻的教训？仿佛对你抹恨，怎么投入到凌晨难就寝？天色不必再暗，仿佛这叫命运。毕竟当天你也会有心舍弃辈分，营造气氛怎么不陪衬？苦海里也自问，兜兜转转碰到某某君，仍愿意等日未抛开，未遗落，而分开仍能记载。当天原来伤心何来？心甘。本依然从你抛开，幸而有爱，原来精彩才能依赖。当天何来伤心阻大门外？Ông chảy nhiều máu quá, tôi đưa ông đi bệnh viện. Tôi không thể đến bệnh viện. Vậy làm sao được? Chảy máu nhiều như vậy không tới bệnh viện sẽ bị chết đó. Thà chết ở đây, không thể đến bệnh viện. Nhưng mà Bình An, đỡ tôi lên lầu. Không được. Đỡ tôi lên lầu. Vậy không có được. Hay là tới bệnh viện có được không? Nếu có thể đến bệnh viện, tôi đã đến từ sớm. Nè, ngồi yên, đừng cứ động. Ông muốn làm gì cứ nói, tôi giúp ông. Trước khi trời sáng, phải đem phần văn kiện giao cho người ta. Tôi biết ông nhất định làm việc cho quân Nhật Bản. Chắc chắn đây là danh sách bị đen của người Trung Quốc chúng ta. Tôi sẽ không giúp ông. Tôi không giúp ông hại đồng bào Trung Quốc. Nếu tôi làm việc cho người Nhật Bản thì bây giờ bị thương, tôi đã đến bệnh viện rồi. Tôi nói thật cho cô biết, tôi là đặc công của chính phủ Trung ương. Phần văn kiện này là tình báo rất quan trọng đối với Trung Quốc chúng ta. Cứ giúp tôi giao cho người ta đi. Ông thì làm việc cho chính phủ Trung Quốc, có phải muốn tôi bị người Nhật Bản xử tử cô mới tin? Không phải. Tôi giúp ông. Tôi sẽ giúp ông. Phần văn kiện này cực kỳ quan trọng. Bây giờ cô hãy đến Tử Kim Sơn, đến nơi đối diện với Kiếm Quần Thiên. Kế bên có một cái thùng rác. Cô hãy đem phần văn kiện này quăng vào đó. Kế đến cô hãy lập tức rời nơi đó. Sẽ có người đến nơi để lấy. Sao hả? Bình An, phần văn kiện thế nào? Ông cứ yên tâm, tôi đã để chỗ đó theo ý của ông. Vậy thì tốt rồi. Ông thấy thế nào? Sắc mặt thì khó coi lắm. Yên tâm, tôi không có gì. Hay là nằm xuống nghỉ ngơi. Nè Bình An, những lời tôi nói khi nãy cô tuyệt đối không tiết lộ với bất cứ ai. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói với ai. Nằm xuống nghỉ một chút. Cẩn thận. Lẽ ra tôi nghĩ là thông báo với thiếu tá, nhưng chuyện quá bất ngờ tôi không thông báo kịp. Vậy anh có nhận ra được mặt đối phương không? Lúc đó tối quá, tôi thấy không được rõ. Thiếu tá, vậy chúng ta phải làm sao?
Thiếu tá hãy yên tâm, có một điều tôi khẳng định là đối phương đã bị thương. Chỉ cần thiếu tá phái người lục soát hết tất cả bệnh viện và phòng mạch ở Nam Kinh, nhất định có thể bắt được hắn. Lời của anh nói thật là dư thừa. Nếu như là anh sẽ đến bệnh viện hay không? Ở đây không có gì của anh nữa. Đi đi. Dạ thiếu tá. Thiếu tá, phần văn kiện lọt vào trong tay chính phủ Trung Quốc. Họ sớm muộn gì phát hiện được vị trí của Sửng Quá Công. Thông báo với Linh Mục tiên sinh, Sửng Quá Công cần phải dọn đi. Dạ thiếu tá. Y Bình. Thiếu tá anh khỏe rồi chứ? Cũng chưa có khỏe gì mấy. Vì muốn gặp em, có mệt một chút cũng không sao. Ngồi đi. Tại sao xuất diện mà không cho em biết? Anh muốn làm cho em ngạc nhiên. Anh Hán. Thiếu tá. Sao hôm nay không thấy Phan Thế Chương? Ông chủ điện thoại đến, nói suốt tuần lễ này sẽ không đến, ông phải ở lại nhà với Cố Tiểu Thơ. Thà được gần gũi Cố Tiểu Thơ cũng không thèm để ý tới kinh doanh. Tôi nghĩ là cái tiệc đám cưới thì sớm muộn gì không tổ chức. Tin tưởng là gì? Em không sao chứ? Không khỏe hả? Em không sao. Đột nhiên em lại nghĩ đến tèm chè xô nước. Được. Vậy thì bây giờ mình đi ăn. Anh mới vừa xuất diện, nghỉ ngơi thêm hai hôm nữa, mai mốt rồi hay ăn. Được. Tiểu Thơ à, đừng uống rượu nữa, có hại lắm. Phải. Trước kia ông chủ Phan đã cùng với cô. Chỉ có điều bây giờ ổng đã thay đổi. Cô cần gì phải phiền não với ông ấy nữa chứ, có phải không? Có thể nào đừng nhắc đến người này nữa. Được, đương nhiên là được. Từ nay tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Không có thể nào thì nhắc đến làm gì. Nhưng mà chưa chắc tốt đâu. Lâu dài qua chưa chắc nở mà không có tàn. Đàn bà quan trọng nhất kiếm một người chồng, lúc già lớn tuổi cũng có chỗ nương tựa. Tùng Điền tiên sinh nó tánh cũng tốt. Tuy ổng là người Nhật Bản, nhưng quan trọng nhất là ổng đối với cô thiệt lòng, đối với cô tốt. Được rồi dì Phấn, tôi biết là mình đang làm cái gì. Dì không cần phải lo chuyện của tôi nữa. Cô biết là mình đang làm cái gì thì tốt. Vậy còn uống nhiều làm gì? Hey, khuya mà còn ai đến vậy? Kiếm ai? Có cô Y Bình ở đây không? Có người kêu tôi đem chạy số nước tới. Mời qua đây. Được. Để xuống bàn. Dạ. Là chè. Chào này đang được. Cảm ơn. Thiệt là thơm. Tôi cắt trái cây cho ông ăn. Bình An, hình như cô có vẻ kỳ lạ. Đâu có. Còn nói là không. Từ khi cô biết được thân phận của tôi thì suốt ngày cứ nhíu chân mày, không được tự nhiên. Vì thân phận của ông đã khác hẳn, tôi chưa được quen mấy. Cô nên coi tôi như là Phan Thế Chương ngày trước, sinh hoạt bình thường. Cô khẩn trương như vậy thì tôi rất dễ dàng bị người ta biết được thân phận. Bộ ông đang bị nguy hiểm. Cô tự nhiên một chút thì tôi sẽ được an toàn hơn. Cứ yên tâm, đi mở cửa. Thế Chương à, thiếu tá Tùng Điền tới. Có tiểu thơ. Thiếu tá, sao rảnh rỗi vậy? Có phải có chuyện gì cần thiết không? Từ ngày nói là anh xin phép nghỉ mấy ngày để lo cho Có tiểu thơ, cho nên đến thăm thôi. Tình cảm của hai vị cho là đậm đà. Khi nào đãi tiệc thì đừng có quên tôi. Tôi nhất định nhờ thiếu tá làm chứng hôn cho tôi. Thiếu tá, mời ngồi. Ngồi.
Bình An, đi pha trà cho thiếu tá. Dạ. Hai vị cứ tự nhiên. Có một điều tôi khẳng định là đối phương đã bị thương. Hình như là vết máu. Phải hả? Đúng là vết máu. Anh bị thương? Đâu có, tôi đâu có bị thương. Vậy tại sao lại có vết máu? Chuyện gì? Em nghĩ vết máu đó là của em. Em cắt trúng tay. Đêm qua cắt táo cho anh ăn đã bị cắt trúng tay. Em không nói với anh là sợ anh lo. Bây giờ vết thương là bị té. Ây da, vết thương thật là sâu. Có thể thơ. Không sao chứ? Dạ không sao. Anh lấy thuốc sát trùng cho em. Thôi khỏi, để em tự băng. Hai người cứ nói chuyện. Thiếu tá, ngồi đi. Khỏi cần. Tôi không cản trở hai người, nhưng mà tôi nói cho hai người biết, bây giờ quan quân đang tìm kiếm một người. Hắn đã bị trúng đạn. Anh hãy giúp tôi điều tra. Nếu mà có tin tức gì, thông báo với tôi. Dạ, thưa ta. Tôi về trước. Tôi tiễn ông. Ông thấy thế nào? Đau lắm hả? Nè, qua đây ngồi. Tôi không sao. Khi nãy cô làm thật tốt. Tôi thật không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy. Thật ra tôi sợ lắm. Cũng may ông kêu tôi đừng có quá khẩn trương, nên tôi mới nghĩ ra được cách. Nè, cẩn thận. Coi chừng. Đau lắm có phải không? Vì muốn toàn mạng, dù đau cách mấy cũng phải nhịn. Ngón tay của cô có đau lắm không? Cũng như ông nói, vì muốn toàn mạng, dù có đau cũng phải ráng nhịn. Đâu có ai bằng vết thương như vậy. Coi đi, lỏng hết rồi. Để tôi băng lại cho cô. Thiên Hữu, em của con mệt rồi, hãy để cho nó nghỉ. Mau ra ngoài rửa tay, sắp sửa ăn cơm. Mấy lúc đầu chị còn lo là Thiên Hữu không hợp với em trai của nó, nhưng không ngờ nó cũng thương em của nó quá. Nếu lão già biết được tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy, nhất định sẽ vui lắm. Thiên Hữu, qua đây. Thiên Hữu à, má thiệt nhớ con lắm. Má đem kẹo tới cho con ăn nè. Hả? Ngon lắm đó, ăn đi. Đã lâu rồi má không có gặp con. Sao mấy hôm nay không có đi học? Hả? Ngày nào má cũng tới trường đi học để đợi con mà không thấy. Bộ con lại giận không chịu đi học hả? Con không đến trường nghỉ học thì má không có gặp được con. Nè, con ngoan, nghe lời. Ngày mai đi học chịu không? Ê, Thiên Hữu, nè, đừng như vậy mà. Thiên Hữu, ngoan, ngoan. Nè, Thiên Hữu, ngoan, đừng có chuyện gì. Thiên Hữu. Thiên Hữu. Thiên Hữu ngoài đó. Chạy mau đi. Mau lên. Bắn người ta, cháy nhà. Bắn người ta. Bắn người ta.
Cháy nhà. Ây da, chết rồi, cháy hết rồi. Ôi ba lên. Ôi da. Chết đi chị ba. Ôi da, chị cháy rồi. Cháy rồi. Đi ra đây. Ma lên. Thôi hết. Cái gì cũng hết rồi. Thôi đi chị cả. Quan trọng nhất là mình không có gì. Phải, cũng may là không có gì. Ây da, chết rồi. Cái linh vị của lão già. Ây da, chị cả đừng có vô. Không phải sao, vậy sẽ mất mạng nữa. Chị không thể nào bỏ lại lão già ở trong đó. Không được đâu, đừng. Hãy nghe em nói, đừng mà. Nè, giúp tôi coi chuyện Thiên Hữu. Nè, đừng mà, nguy hiểm lắm. Chị ba, chị ba, chị ba. Linh vị của lão già cũng không sao. Trả lại đây. Trước kia cô ôm tiền bỏ trốn, có lỗi với lão già. Cô không có tư cách đi đụng tới linh vị của lão già. Thì xin lỗi. Đến bây giờ cô mới nói xin lỗi. Thì lão già cũng đã mất rồi. Cô thật là mặt dày mày dạn. Cô có can đảm trở về đây gặp chúng tôi, còn đốt nhà của chúng tôi nữa. Cô nghĩ là hại chúng tôi chưa đủ hay sao? Thôi đi chị cả, chỉ là tai nạn. Tôi không phải cố ý gây ra như vậy. Chỉ vì nhớ Thiên Hữu quá. Cô muốn bắt lại Thiên Hữu. Thiên Hữu hộ cố. Cô đừng có hòng đem nó đi đâu. Không phải, không phải, không phải đâu. Em không phải muốn bắt Thiên Hữu lại. Bản thân của em lo không xong, làm sao mà nuôi nó. Nó theo mọi người là em yên tâm. Cái này chính là quả báo trước mắt. Ai biểu cô bỏ rơi cô mà không nhìn tới. Tôi nhìn thấy cô thiệt chướng mắt quá. Cô đi đi. Chị cả. Tôi nói cô đi đi. Bộ điếc hay sao? Cô đi mau. Từ lúc nãy rất nguy hiểm, nhưng ai cũng được bình an. Cũng nhờ có ba linh tiên phù hộ cho. Cái gì cũng tại con đàn bà đó. Đúng là ông thần. Lâu nay không xuất hiện, giờ xuất hiện thì lại đốt nhà. Thiệt là. Chị cả đừng có như vậy. Chỉ là tai nạn thôi. Hai một lần chưa đủ sao? Còn muốn hai bao nhiêu lần nữa? Cổ gia của mình không biết mắc nợ nó từ kiếp nào. Để tôi mở cửa. Nghe nói nhà cái gì bị cháy, có sao hay không? Không có gì, cảm ơn. Vậy là tốt. Nhưng mà đông người như vậy ở chung một phòng không có tiện gì mấy. Cũng phải, đành chịu. Tới đâu thì hay tới đó. Hay là gì, tôi giúp các người đổi lưu quán khác, hoàn cảnh vệ sinh tốt hơn, rộng rãi hơn. Tiểu phu nhân trong chừng hai đứa nhỏ cũng được thoải mái. Vậy tốt lắm anh Hiếu Nghĩa. Không cần. Bình an, tại sao? Chuyện của cô già chúng tôi biết giải quyết. Bây giờ đâu phải là không có chỗ ở. Đừng có làm phiền tới người khác. Hiếu Nghĩa, thì cảm ơn cậu. Sau này nếu có điều gì cần thì sẽ tìm cậu. Vậy được. Nếu như có gì cần thì tìm tôi. Anh Nghĩa, Kiếm em gấp, có chuyện gì? Tại sao không để cho anh giúp gia đình của em? Chỗ đó đâu có thể nào ở lâu được. Anh muốn giúp cho má Tư hay là giúp gia đình của em? Em đừng quên đủ cái nắm mà nói có được không? Anh có dám thề trong lòng anh không có hình dáng của bà, không còn yêu bà nữa? Anh chỉ muốn giúp cho mọi người, không có nguyên nhân gì khác. Chỉ cần biết em không hy vọng hai người còn có liên hệ với nhau. Chuyện của cô già chúng tôi tự biết giải quyết. Nè Bình An, Bình An.
Tôi về tới. Bình An, tôi có một việc muốn nói với cô. Chuyện gì? Tôi đã nhận được thông báo của Nhật Quân. Họ muốn hãng gạo của chúng ta cung ứng thêm một phần số lượng. Còn lại thêm một phần? Họ đã trưng dụng hơn phần nửa gạo của chúng ta. Nếu còn lấy thêm một phần nữa, dân chúng ở Nam Kinh sang cái gì? Tôi cũng vì chuyện này mà phiền não. Người Nhật Bổn thật là quá đáng. Đã giết biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta, một miếng cơm no bụng cũng không cho chúng ta ăn. Hết cách thôi. Chiến tranh Thái Bình Dương đã bộc phát. Bây giờ Nhật Quân không những đối diện với Trung Quốc mà còn phải đối diện với Anh Mỹ. Nếu không tích trữ số lượng lớn thì binh lính của Nhật Bổn chắc chắn không đủ gạo để ăn. Tốt nhất là người Tây Dương giúp chúng ta đánh bại quân Nhật, chúng ta sẽ sống được yên ổn. Tôi nghĩ trận chiến sẽ còn kéo dài. Chỉ biết Nhật Bổn càng lúc càng bất lợi thì người Trung Quốc khổ hơn. Bình An, Má Lớn với mọi người ra sao? Họ không có gì. Thiệt xin lỗi đã làm cho căn nhà của ông bị cháy. Quan trọng nhất là người không bị gì. Anh à, Bình An, tôi còn một căn nhà rất ít khi đến ở. Cô có thể kêu người nhà dọn đến đó. Không được. Ông đã giúp cho cô già chúng tôi rất nhiều. Căn nhà này không ai ở thì cũng ổn mà thôi. Hơn nữa nhà của cô lại đông, không lẽ kêu mọi người dùng chung trong một căn nhà nhỏ hay sao? Cảm ơn ông. Cô đã cứu tôi nhiều lần, tôi vẫn chưa chính thức để đáp ơn cô. Căn nhà không lớn gì mấy, không biết mọi người có thích ở hay không. Nhà đâu có cần lớn, vừa đủ ở là được. Phải, nơi này thiệt là tốt, có hoa viên. Tiên Hữu với Tiên Mệnh có thể ra đi chơi. Tiên Hữu tăng học về tới chắc sẽ vui lắm. Mà Lớn, phòng khách rất rộng rãi, nếu nhớ đây má có thích không? Nếu mọi người đều thấy thích thì từ nay ở lại chỗ này. Nếu có điều gì cần nhớ nói cho con biết. Bình An, lần này thì cảm ơn con. Phải giúp mọi người nói với ông Phan, nói lời cảm ơn ông. Dạ em biết. Lúc đầu nếu không phải do hắn đã nuốt hẳn gạo thì đâu có được ngày hôm nay. Đền bù lại là việc nên làm. Chị cả, sao cũng được, cũng là lòng tốt của Bình An. Hay là mọi người hãy trở về lữ quán trước. Lát nữa con sẽ kêu người tới đây để dọn dẹp. Cô có cần mua những đồ cần thiết hay không? Được. À, má, má không sao, má không sao chứ? Thấy hơi choáng váng. Chắc tại hồi đêm thấy cháy nhà nên sợ ngủ không được ngon. Nghỉ ngơi một chút chắc không sao. Chị cả, hay em đưa chị đi coi bác sĩ? Tôi không cần. Má Lớn không được, bệnh nhức đầu không phải chuyện nhỏ. Hay là má tới bệnh viện để coi thử. Con đi với má. Phải đó má, sức khỏe quan trọng hơn. Má Lớn à, đi đi. Thôi thôi được rồi. Bình An làm phiền con đưa chị cả đi. Chúng tôi trở về lữ quán trước. Ừ. Không có sao, chỉ vì lao lực quá độ thôi, có gì mà khẩn trương. Cẩn thận một chút là hơn. Phải, Má Lớn, lát đi coi bác sĩ xong mà nhớ uống thuốc cho đúng giờ, biết không? Được, được. Tôi biết phải làm sao. Còn nữa, nếu bác sĩ kêu má đi tới khám, má đừng có nói là vì phiền phức mà không đi. Lần sau không cần phải đi chung, tự một mình tôi đi cũng được. Làm phiền. Xin lỗi nhị tá, chúng tôi đã quên một gói thuốc. À, được. Cảm ơn nhiều. Mình về.
Bà Tưởng, tuần tới như đưa ông Tưởng tới tay khám. Dạ, cảm ơn. Người đó là Yến Trân mà. Cái đồ đê tiện, lão già chết rồi nó lại đi giăng díu bên ngoài. Dạ, má lớn, má đi đâu? Đi bắt giang phu. Cẩn thận. À được. Tôi đi đóng cửa. À. Chị cả. Cô đừng kêu tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Cô thiệt không biết liêm sĩ gì hết. Gả vào nhà họ Cố, chết cũng là ma của họ Cố. Cô lại có tình nhân ở bên ngoài. Mà lớn, mà hãy bình tĩnh. Nghe má ba giải thích, có thể có sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Rõ ràng má nghe cô y tá kêu họ là ông Tưởng, bà Tưởng. Cô có gì để giải thích? Má ba, đều là người nhà, có gì cứ nói. Tôi đích thật là vợ của ảnh. Cô có phải là người không? Chuyện xấu hổ như vậy mà cô cũng làm ra được. Uổng cho lão già tốt với cô, cô không thấy có lỗi với lão già sao? Mà bà, sao má lại làm chuyện này? Lão già đối với tôi tốt lắm, nhưng mà ổng chưa có bao giờ yêu tôi. Chẳng qua ổng chỉ muốn tôi sanh con cho ổng. Tôi cùng Giang Hiến mới đúng là yêu nhau thật lòng. Lão gia không yêu cô. Nếu như không yêu cô thì làm sao cưới cô về? Cô quả thật là ăn nói ngang ngược. Tôi nghĩ là cô tự mình sa đọa hạ tiện thôi. Cố phu nhân, bà nói chuyện xin tôn trọng người ta và tôn trọng chính mình. Loại như mấy người tôi cần gì phải tôn trọng? Ôm tiền trốn đi, bỏ rơi con trai của mình không nhìn tới. Bây giờ còn... Tôi thì không biết nói sao nữa. Tôi không phải là bỏ rơi Thiện Hữu. Tôi vì nó bị thất lạc tôi tìm nó không được. Chỉ cần biết cô nợ của Cố gia, có trả 10 kiếp cũng trả không hết. Cố phu nhân, tôi biết trong mắt của bà Yến Trân thì có lỗi với Cố gia, nhưng mà trong lòng của Yến Trân bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới là người của Cố gia. Nếu như không thì cậu đã không viết thơ cho Tùng Điền Hiếu Nghĩa nói cho ông biết hung thủ là ai. Lá thư nạp danh là do má bà viết. Hôm đó ngoài đường tôi có nghe vợ của Trịnh Kỷ nói vì lo cho Nguyễn Phụng sẽ gặp nạn cho nên. Dù vậy thì sao, cô làm nhiều chuyện như vậy đương nhiên là có mục đích. Cô bộ chắc là muốn bắt lại Thiên Hữu. Tôi không phải là muốn bắt lại Thiên Hữu. Chỉ cần thỉnh thoảng có thể gặp được nó là tôi đã vui lòng. Cô đừng có hòng. Tôi nói cô biết, Thiên Hữu không có người mẹ như cô. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Con hãy về đi bình an. Má bà của cô rốt cuộc đã tìm được một người yêu, đã tìm được một con đường mà bà nên đi. Cô nên mừng cho bà mới đúng. Ông không thấy là bà không đúng à? Bà có gì sai đâu. Điều không đúng là bước làm bước đầu tiên, gả vô Cố gia, gả cho một người đàn ông mà bà ấy không yêu, đã biết rõ là con đường không tương lai. Bây giờ bà thôi lui, tìm một con đường khác, vậy có gì không tốt? Không lẽ biết sai rồi mà vẫn tiếp tục hay sao? Nhưng mà trước đây bà bỏ mặc Cố gia, bây giờ còn đi theo người đàn ông khác. Dù nói như thế nào bà cũng là người ích kỷ. Mọi người muốn bà tiếp tục ở giá là vì cái gì? Nhân nghĩa, đạo đức hay là sĩ diện? Mỗi một người nên sống hạnh phúc cho bản thân để mà phấn đấu. Nếu quá trình này không phạm pháp, không gây tổn thương đến ai, như vậy thì có vấn đề gì? Sinh mạng của bà là thuộc về bà, không phải thuộc về Cố gia và cũng không phải thuộc về cô. Ây da, bác gạo. Lâu quá vậy hả? À, tôi rồi, tôi trước nè, tôi trước, tôi trước. Chính nè, chính nè, chính nè. Rồi, 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 rồi,
định như vậy? Lúc trước đâu có đông người như vậy. Hôm nay bán gạo cho từng hộ, cho nên họ khẩn trương. Khẩn trương như vậy chứ là họ nóng nảy nhất trời. Không phải kêu bọn Nhật Bản đánh họ có được không? Bọn họ quá loạn, nếu không làm như vậy không trấn áp được tình thế. Nam Kinh không có đủ gạo để ăn. Nếu như vậy chắc chắn sẽ hoảng loạn. Đừng có sâu nữa. Nè anh kia, qua đây. Mời lời mời lên tiếp phiên anh. Mà bà, mà bà, ở đây có chút đồ ăn, má nhận lấy. Má nhận đi. Cảm ơn nha Bình An. Má đừng có khách sáo. Má là má ba của con. Lúc trước má ba đối xử với con như vậy, con không trách má ba hay sao? Chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa. À phải, má ba, bao nhiêu năm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao má lại ở chung với người đàn ông họ Tưởng này? Hồi đó má lấy một số tiền nên là rời khỏi Nam Kinh. Ai ngờ tới Trung Quê Môn thì đã thất lạc thiên hữu. Má ở lại để tìm nó, ai ngờ tìm hoài cũng tìm không được. Nghĩa là má không có bỏ rơi thiên hữu. Tuy tánh tình của thiên hữu có hơi quá đản một chút, nhưng mà cũng là ruột thịt của mình. Người làm mẹ có ai nhẫn tâm. Mấy năm nay má đã đi rất nhiều nơi ở Nam Kinh nhưng cũng không tìm ra thiên hữu. Má không có bỏ đi. Trong lúc mà má đau lòng nhất thì má gặp được một người đàn ông. Mới đầu hắn đối với má rất tốt, hắn giúp má đi khắp nơi để tìm thiên hữu. Má còn tưởng là tìm được nơi nương tựa, ai ngờ thì ra là hắn ham tiền của má. Cuối cùng hắn gạt hết tiền của má rồi bỏ đi. Lúc đó má không biết làm chuyện gì hết. Sau đó thì lang thang khắp đường phố xin ăn khắp nơi. Còn ông Tưởng, sao má quen được ông Tưởng? Lúc mà má tuyệt vọng nhất, cũng may là Giang Hiến đã xuất hiện. Ông chủ tính tiền. À được được. Nè, tôi thấy trước mà. Nè, đây đây, đừng gắt trả tôi buôn bán. Đi mau, đi chỗ khác, đây đây đây. Tôi đợi cô. Cảm ơn. Cô không sợ chứ? Cô ăn đi. Không cần sợ, cứ việc ăn. Giang Hiến viết bài cho một tờ báo, thu nhập không có được nhiều, nhưng mà ông đối với má rất tốt, rất là lo cho má. Đời sống của hai chúng tôi thiệt là vui vẻ. Nhưng mà rất tiếc, ông không còn thời gian nữa. Ông có bệnh? Ừ, là bệnh phổi. Bác sĩ nói cùng lắm ông chỉ sống thêm được 2 tháng. Ông vì lo cho má mà lo lực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Giang Hiến thức rồi hả? Ông Tưởng. Cô tiểu thư. Em đã nấu cháo cho anh ăn. Cảm ơn. Cô tiểu thư, mời ngồi. Mời ngồi. Cô tiểu thư, cô được trách Yên Trần. Có lẽ trong lòng mọi người cảm thấy cổ đại nghịch bất đạo, nhưng mà hy vọng cô hiểu giùm. Hay chúng tôi yêu nhau thật tình. Nhưng mà dù sao thì bà cũng là má ba của tôi. Chuyện quá đột ngột, tôi khó mà chấp nhận. Lần này Bình An tới đây không phải là chửi em. Cô đem rất nhiều thức ăn đến cho chúng ta. Cảm ơn cô nhiều. Đừng khách sáo. Thật ra suốt thời gian qua Yên Trần đã quá cực khổ. Anh đừng nói như vậy. Nếu lúc đầu không gặp được anh, em đã chết đói ngoài đường rồi. Mày
chủ. Giọng của cô thiệt là hay. Nếu như Phan lão bản dị ý, Trang Lý này mời tôi ăn bữa cơm coi như khích lệ. Được, khi nào? Vậy đêm nay. Đêm nay Bình An đã hẹn tôi. Hay là đêm mai đi. Được. Tôi phải đi. Xin chào. Xin chào. Y Bình, có chuyện gì? Không gì. Đêm nay tôi được nghỉ sớm, nghĩ là sẽ đưa cô về nhà. Tôi chưa muốn về nhà. Cô không có sao chứ? Sao có vẻ không vui như vậy? Hay là vậy đi, tôi tản bộ với cô qua Hồ Nguyên Võ. Ở bên đó cảnh mặt trời lặn cũng đẹp lắm. Được. Cảnh mặt trời lặn trên Hồ Nguyên Võ đẹp lắm, nhưng dùng tâm trạng lạc quan để mà ngắm thì cảm tưởng sẽ càng sâu sắc hơn. Rất tiếc, hoàng hôn đẹp cách mấy, hoàng hôn cũng chỉ là hoàng hôn. Tôi nghĩ chỉ cần ánh tà dương được đẹp, cần gì để ý tới hoàng hôn. Thực ra trong thời thế này mà chúng ta vẫn còn giờ rảnh để mà đến đây tản bộ là đến điều hiếm hoi. Cho nên dù có điều gì không có được vui, hãy gác qua một bên. Cũng giống như những con chim bên kia, cô coi, bọn nó vô tư biết mấy. Xin lỗi, tôi đã nói hơi nhiều. Tôi biết là anh muốn khuyên giải tôi, nhưng con người có chỗ phức tạp nhất là có tư tưởng. Dù sao cũng được. Sẽ cảm ơn anh đã cùng tôi đến đây. Hoàng hôn của hôm nay thật là đẹp. Bình An. Ông đã về? Đang ngồi ngắm phong cảnh. Tôi ngồi ở đây đã lâu, bây giờ mới phát hiện được cảnh trí ở đây thiệt đẹp quá. Tôi mua căn nhà này, thích đất ở đây cao, có thể ngắm phong cảnh khắp nơi. Người biết lựa nơi này cất nhà thiệt là khéo chọn. Rất tiếc họ làm ăn không khéo, đến nỗi bị phá sản bán luôn căn nhà. Lúc tôi mua căn nhà này là mua vào giá rẻ, cao giá thì bán ra. Rất tiếc là tới bây giờ vẫn chưa có bán được. Tại sao chỗ này đẹp như vậy mà lại bán không được? Có người nói phong thủy ở đây không tốt, ai ở nhà này thứ nhất là phá sản, mất vợ mất con, nghiêm trọng hơn thì sẽ gặp tai nạn, thậm chí có thể chết người. Hả? Vậy ông ở đây sẽ có chuyện gì hay không? Có lẽ mạng của tôi vững, cho nên tới bây giờ vẫn không có chuyện gì. Bây giờ thì không sao, đâu có ai biết chuyện tương lai sẽ thế nào. Không được hay là dọn chỗ khác. Cô tin phong thủy lắm hay sao? Thà là tin còn hơn là không tin, không cắt lợi chút nào. Vậy cũng đúng, căn nhà này không có cắt lợi đâu. Nhất là đàn bà càng phải cẩn thận hơn. Tại sao? Bởi vì nữ chủ nhân của căn nhà này trước kia đã từng treo cổ ở trên cây mà chết. Hả? Còn nữa, nghe người ta nói bà đã trở thành một con ma, đang tìm đàn bà khắp nơi để thế chỗ cho bà đó. Không cần phải sợ, tôi nói giỡn thôi. Ông kỳ quá à, gặp người ta